farthest reaches of outer space lies an evil clan. They're racing across the universe for an energy source. Heroes of the world, heroes all unite. They defend the earth. They defend the earth. Aliens invading Earth for cocoa beans. Prowl throughout the galaxy. They're coming soon, they're coming fast. I don't know if we can last. So we all need a savior to defend our planet Earth. Gì? Ông có thể hồi sinh Rob hả? Tất nhiên rồi, chỉ là robot thôi mà. Mà robot nào thì không sửa được chứ. Vậy sửa chữa hắn thế nào? Dễ thôi, ta chỉ cần chuyển năng lượng từ bộ nhớ này sang bộ nhớ khác. Vậy bán cho ta cái máy chuyển đổi đó đi. Anh đợi đã thưa ông, ta cùng ngồi xuống và bàn bạc giá cả của bộ máy chuyển đổi đi. Và đó là lý do tại sao ta cần ca cao của ngươi. Ta sẽ đổi lấy cái máy chuyển đổi và hồi sinh lại robot Rob. Quái vật Coco lộ diện đi nào. Rắn lấy đi. Wow, dễ thương quá đi. Cậu nói đúng đó. Wow, nhìn nó kìa. Ông nghĩ ta nên nuôi nó luôn đi. Cái gì? Ta không phải thú cưng. Mình sẽ phải trả giá. Xem ra anh chàng nhỏ bé này đã đói bụng. Thật là dễ thương quá đi. Cậu có muốn ăn ít hạt điều không? Sao người dám? Xem kìa, nó ăn rồi. Nè nè nè, dừng lại. Nó không ăn được hạt điều đâu. Thế thì cho nó ăn cái gì bây giờ? Có muốn ăn cá không? Nó chỉ ăn cá cao thôi. Thế mới có tên là quái vật cá cao. Còn có cả tên nữa sao? Thật là dễ thương quá. Thật là tuyệt vời. Cô bồ đâu? Nè, chính sao ta ra đi á? Sao cậu ấy lại sợ nó dữ vậy? Cẩn thận đó Gobo, leo xuống trước khi cậu bị thương. Không không, miệng lưng nó còn ở đó. Mình sẽ ngồi trên đây luôn. Tên kia. Tôi à? Vì ngươi mà bọn chúng xem thường ta đó. Ba Gogo nói là sẽ giúp ta lấy được hạt cacao, nhưng mà ngươi biến ta thành trò hề. Ta có một câu hỏi. Ngươi có thật sự cần hết cacao của ta để hồi sinh lại Drop không? Hơn cả mọi thứ. Vậy tại sao không hỏi ta một cách đàng hoàng hơn chứ? Hỏi đàng hoàng, vậy thế nghĩa là sao? Nếu ngươi muốn thứ gì đó, đặc biệt là của ai đó, thì cứ hỏi đàng hoàng là được rồi. Có thể làm được sao? Tất nhiên là được rồi. Ngươi sẽ không phải nghĩ ra mấy cái kế như thế này. Đôi khi cứ tử tế là được. Chủ nhân. Kiểu đó có được không vậy? Thật ra là ta phải dùng con quái vật cacao này vì người ta cho ta miễn phí. Được rồi, sao ngươi không thử hỏi ta đàng hoàng? Nói trước là ta chưa bao giờ làm như thế đâu nha. Ngươi làm được mà Adu đâu, ta tin tưởng ngươi. Được rồi, ta sẽ thử. Ngươi có thể làm ơn cho ta đưa hết cacao cho ta. Không thôi là ta bắn hết tất cả các ngươi. Adudu, bình tĩnh. Chà, cái súng ở đâu ra vậy? Không thể nói chuyện lý lẽ với hắn được đâu ông. Adudu chưa đối xử tốt với ai và sẽ tốn rất nhiều công sức để khiến hắn làm được vậy. Đừng bỏ cuộc bà Adudu, ai cũng biết là người đã cố hết sức. Đúng rồi đó, ngươi có thể thử bao nhiêu lần cũng được. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Được rồi, ta sẽ thử lại lần nữa. Đúng vậy đó Adudu, cố lên nào. Trời ơi, lâu không thể tưởng tượng được, đáng lẽ mình đang ở nhà rồi. Sao mà lâu dữ vậy? Đừng lo mà Adudu, ngươi sẽ làm được thôi. Ta rất tin tưởng vào ngươi.
Được rồi, làm ơn, ta có thể bắn ngàn người không vậy? Ta có thể xin người một vài bọc cacao, làm ơn đi mà. Hả? Hola, thành công rồi, Adodo. Chúc mừng ngươi nha, Adodo. Ta rất tự hào về ngươi, Adodo. Ngươi như một người cháu ngoan của ta vậy. Vậy ta có thể có được bịch cacao không ông? Không. Thật ra đã hết cacao lâu rồi. Cái gì? Sao những lần xin xỏ của ta, bây giờ ngươi dám nói với ta là hết cacao hả? Bình tĩnh, Adodo ơi. Bình tĩnh đi, Adodo. Nhưng nếu ngươi cần nó đến vậy, ta có thể cho ngươi một ít, miễn là ngươi đồng ý giúp ta lấy chúng về vào ngày mai được không hả? Đừng lo mà, Adodo, ta sẽ giúp đỡ ngươi, được chưa? Bây giờ ngươi cần bao nhiêu cacao vậy, Adodo? Bà Google nói là không cần nhiều, chỉ cần 5 thùng cacao mà thôi. 5 thùng hả? Trời đất ơi, chắc là phá sản luôn quá. Nhưng mà Adodo à, ông Tóc A3 không thể lấy cho ngươi từng đó cacao được. Đúng rồi, nó đắt lắm luôn á. Sao ngươi làm mà không biết suy nghĩ? Nhưng mà nếu không làm vậy thì làm sao ta sửa được rớt chứ? Đừng lo, nếu ngươi hứa sẽ làm người tốt kể từ bây giờ thì ta hứa sẽ giúp ngươi lấy đủ chỗ cacao mà ngươi còn. Ngươi chắc chứ? Nè, đừng có chỉ súng lung tung nghe chân, nguy hiểm lắm. Thôi đừng lo mà, ta sẽ cùng nhau cố gắng để giúp ngươi có tiền mua 5 thùng cacao. Nhưng mà ngươi làm bằng cách nào? Ta có cách này rồi, ta sẽ bắt đầu bằng cách. Nè, ngươi lại nhảy cái gì vậy? Lỗ tai của ta ở trên đầu nè. Đúng rồi ha. Thế nào, tuyệt phải không? Đúng, rất là tuyệt. Ôi bói, đừng có quên tiết học của thầy Ba nữa đó. Đúng rồi, còn chuyện này nữa, ngươi phải cùng bọn ta đến học tiết toán của thầy Ba mới được. Tại sao ta lại phải đi chứ? Anh cũng phải giúp bọn ta, Adodo à. Nếu không bọn ta sẽ bị trượt môn toán đó. Bố của mình sẽ giết mình chết mất. Hên cho các người là ta đang tốt bụng đó. Được rồi, ta sẽ đi đến lớp học quỷ quái mà các người đang nói. Hãy nhớ là ta sẽ bắt đầu chiến dịch sau khi tiết học của thầy Ba kết thúc. Xuất sắc, thật tuyệt vời, thật hay khi học trò của ta đã đến lớp học. Dạ em xin lỗi thầy. Nhưng mà trước tiên, người ngoài hành tinh như ngươi có biết toán học là gì không hả? Biết không? Dạ em biết chứ. Nếu đúng như thế, tại sao ngươi chỉ đạt được có 20% điểm trên bài kiểm tra vậy? Bình tĩnh lại, Adodo, đừng nổi nóng mà. Hít thở sâu nào, Adodo. Bình tĩnh nào. Ta muốn ngươi chứng minh cho ta xem, ngươi có thật sự hiểu được ý nghĩa của toán học là gì hay không? Làm được không? Làm được không hả? Được. Wow! Không thể nào. Đây là hình thể đúng đắn nhất của toán học mà ta từng được chiêm ngưỡng. Nhìn sự mượt mà của nó đi kìa, thật hoàn hảo. Chắc ta khớp mất. Tuyệt quá, Adodo à. Phải, cậu nói đúng. Còn dám vẽ lên mặt thầy Ba nữa, thật tuyệt vời. Đừng nghe cậu ấy nói, ngươi làm thế là không tốt đâu. Tại thiệt đó, nhưng mà tuyệt quá đi. Tốt nhất là ngươi đừng bao giờ làm như thế nữa. Không phải là ngươi đã hứa làm người tốt rồi sao? Nếu muốn làm người tốt, ngươi không thể làm như thế với mặt người ta. Được, ta sẽ ghi nhớ điều đó. Lớp học kết thúc rồi, các ngươi còn đợi gì nữa? Ngươi nói đúng. Được rồi, hãy bắt đầu chiến dịch cacao. Ngươi đang nói cái gì vậy? Là chiến dịch cacao đó. Ta sẽ giúp đỡ người khác gây quỹ để mua cacao. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, chiến dịch này được làm để gây quỹ tiền để ta có thể mua cacao và hồi sinh lại được Rob. Vậy chính xác là các ngươi đang làm cái gì thế này? Không phải là ta vừa nói sao? Đáng lý ra ngươi phải lắng nghe người khác nói chuyện chứ. Bình tĩnh đi Đu, ngươi hãy thử giải thích tự tế cho cô ta nghe đi. Được rồi, để ta kể chi tiết cho ngươi nghe. Bước 1,
hãy mặc chiếc áo xinh đẹp này mà ta đã chuẩn bị. Bước 2, lục tìm khắp hòn đảo để xem có ai cần mình giúp đỡ không. Bước 3, giúp họ với tất cả tấm lòng của mình. Bước 4, hãy nhắc họ nhớ về việc từ thiện gây quỹ. Quý ông quý bà hãy quyên góp đi, nếu không cũng được. Cảm ơn vì đã lắng nghe. Và điều quan trọng nhất là Adudu phải cư xử đúng mực hết cỡ. Nếu không thì chiến dịch sẽ thất bại. Ồ, nghe chán ghê à. Nhưng mà mình tham gia được không? Không được. Sao lại không thể chứ? Chiến dịch cacao chỉ dành cho người tốt thôi, không dành cho loại người như cậu đâu. Hả? Mình không phải là người tốt sao? Cậu đùa với mình hay sao? Cậu đừng nói là đã quên thứ ba tuần trước. Cháu lấy luôn cái này, cậu ấy trả tiền. Và thứ tư tuần trước nữa. Thầy ba ba đến rồi. Hả? Em xin chào thầy. Và điều mình không thể tha thứ được là vào ngày trang trí lớp học. Ôi chà, bo bo boy, không ngờ em lại thích màu hồng đó. Bởi thế mà cả tháng nay ai cũng trêu mình thích màu hồng hết. Em bình tĩnh, mình đùa thôi mà. Đùa gì kỳ vậy, cậu có biết là vậy quá đáng không, đúng không cô bộ? Yeah. Cậu, thì ra là cậu theo phe của Phan từ lâu rồi. À, anh chỉ có lần đó thôi mà, bo bo boy. Ủa? Đây chính là lý do vì sao mình không tin tưởng cậu với hắn. Nhớ tránh xa cậu ta ra. Cậu ta còn tệ hơn ngươi khi ngươi xấu xa nữa kìa. Tệ quá. Và bởi vì vậy, còn lâu mình mới để cậu tham gia chung với bọn mình. Mình hiểu rồi. Các cậu không muốn mình tham gia chiến dịch vớ vẩn nào đó chứ gì? Cái gì? Thật ra đó là chiến dịch cacao. Mình sẽ phá đám kế hoạch của các cậu. Mình đảm bảo các cậu sẽ thất bại. Chiến dịch cacao. Đúng. Mình sẽ đảm bảo chiến dịch cacao của các cậu tan tành. Các cậu cứ đợi đi. Nè, các cậu đi đâu vậy? Ồ, coi nào, ngươi làm gì thế kia? Quay trở lại trường. Nè các cậu, có vẻ như cô Annie cần ta giúp đỡ kìa. Đây là thời khắc tuyệt vời để ta bắt đầu chiến dịch ca cao. Xin chào cô có cần giúp gì không? Con gà đó, cô đã 3 ngày rồi vẫn chưa bắt được con chuột. Ôi. Con đừng có lo mà, bọn cháu bảo đảm nó sẽ trả giá thật là đắt. Con gia cầm ăn cháo đá bá kìa. Xin mời cậu vào cái chuồng này đi, chú gà thân mến đáng yêu. Ngươi không cần phải ra vẻ tốt bụng như thế đâu. Đau, con gà chết tiệt này. Mày thôi chưa, ngươi có tin là tao làm tối mở ngươi không hả? Bình tĩnh lại đi, Adudu. Đúng đó, nhiệm vụ của ta là bắt nó, chứ không phải là làm thịt nó đâu. Ta không quan tâm. Ngươi nhìn nó đi, nó làm bản mặt của ta ra thế này nè. Bình tĩnh lại đi, Adudu, hãy nhớ lại lý do ngươi bắt đầu. Đúng rồi, bố mình từng nói là có 2 thứ quan trọng mà ngươi phải nhớ để trở thành một người thật tốt. Chúng là cái gì? Đầu tiên là ngươi không thể cứ chỉ súng vào mặt người ta được. Thứ hai là không được bắn gà. Có thiệt không vậy? Đúng mà, phải không gà ngoan? Xem này, bọn ta bắt được gà rồi kìa. Bắt được rồi hả? Wow, các cháu giỏi ghê luôn đó. Lại đây cô cho ít tiền nè. Tuyệt vời quá đây. Đại bàng lại là cậu sao Phan? Còn lâu cậu mới làm được đó. Tên kia sao ngươi dám? Ngươi có biết bọn ta phải cực khổ thế nào mới bắt được nó không hả? Ta mà lên đó được là ngươi chết chắc cái tay nghe chưa. Của mình là cậu nên coi chừng mình nha chứ Phan. Vì với sức mạnh của lòng tử tế, mình sẽ đánh bại cậu đó. Hy vọng là cậu sẽ hiểu cho mình ha Phan ha. Ta không quan tâm. Vì các ngươi đã bỏ ta một mình cô đơn nên con gà kia sẽ không bao giờ được vào chuồng. Sao cậu dám cản đường bọn này làm việc tốt vậy chứ? Tất cả vì rớp con gà và một ít tiền thưởng. Đừng lo con trai, cả cô và con gà đều an toàn trong này. Cầm đi, mua bánh ăn nha mấy đứa. Dạ con cảm ơn gì. Không có gì đâu con trai. Lần này các cậu gặp may đó thôi. Còn lâu mình mới nhẹ tay sau tất cả chuyện này.
Ha, bọn mình làm tốt ghê đấy các cậu. Hãy nhớ lời mình, các cậu sẽ thất bại đó. Operation Coco. Now he's getting good, so he'll be okay. When did I ever agree to be good? Hey, Adudu, what's up with you? Helping each other is all that we do. We need a lot of money to buy some cocoa. Tell me what you're waiting for. Let's get on with the show. Oh, yeah, that's right. I completely forgot. I have to repair my favorite robot. Thank you very much for the reminder. Let's go and help people out there. There you are. Come on, follow me. Show me how to do how good you can be. Someone needs your help. Follow me quick. Ha, sorry guys. That was just a trick. Ha, ha, ha. Operation Coco. Together, we'll make dreams possible. Patience is a virtue. Keep it in your mind. You're gonna get better after some time. Well, my heart is cold and my temper is hot. Being good is really harder than I thought. But I have to never abandon hope. It's the only way for me to say poor pro. Operation Coco. Why we started this whole show, and now Adudu has 5 barrels of cocoa. You don't always have to be an evil villain forever. Just look at Adudu, he changed for the better. Đừng có đụng vào đầu ta. Xin lỗi. Bình đó, tốt nhất người nên cư xử như thế này đi. Đừng quá nóng giận, luôn tử tế vào. Và người sẽ trở nên tuyệt vời. Cảm ơn nhiều lắm, ngài đã cố gắng hết sức để lấy chỗ ca cao này. À, vinh hạnh của tôi thưa ngài Bakugo. Cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội và tin tưởng tôi. Không thành vấn đề gì cả. Tôi đó giờ luôn xem ngài như người trong nhà cả thôi mà. Giá như mà tôi có em trai ha. Nếu mà tôi có em trai hả, thì chắc là nó sẽ trông giống y hệt như ngài vậy đó. Ông tốt với tôi quá. Là tôi xấu hổ ghê hả? Ngài đùa tôi đó hả, đâu cần phải khiêm tốn như vậy. Thì ngài đẹp trai như thế mà. Ồ, nhìn thử đồng hồ đi kìa, đến lúc tôi phải đi rồi. Được, hy vọng ông sẽ tận dụng hết chỗ cacao mà tôi đã mang về cho ông. Ê, tất nhiên là thế rồi. Sau khi tôi về, tôi sẽ bán một nửa ra chợ đen. Và số còn lại sẽ đem ra đấu giá cho người ra giá cao nhất. Và nhờ chỗ cacao của ngài, tôi sẽ giàu đất bách đổ tường. Tôi sẽ đắm chìm trong sự giàu có và mua một căn nhà khổng lồ với căn biệt thự 15 sao có hồ bơi xung quanh khắp nhà bếp luôn. Suy nghĩ thật kỹ trước khi tiêu tiền chứ. Không phải là đem đi từ thiện tốt hơn nhiều hay sao? Mẹ. Ta không có mất trí đâu. Chỉ là ta đang bước sang một trang vở mới. Ta đang trở thành một người tốt. Hả? Ông đã biết lỗi, trở thành người tốt. Hài hước quá đi. Hài hước lắm. Để ta bắn người coi người còn cười được không hả? Ngon cười tiếp đi. Thật quá hay Adudu à. Ta muốn cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta mua được cái máy biến đổi này. Không có gì. Làm lẹ coi, thử xem cái máy chuyển đổi này làm được cái gì. Ok, làm thôi mấy bạn ơi. Ta thật sự hy vọng cái máy này sẽ làm được. Đây là hy vọng cuối cùng để mang rớp về với ta.
động thiệt rồi. Năng lượng mức 60%. Wow. 70%. 70%. Rắp ơi, về cho ta đi. 80%. 90%. 95%. Rắp ơi, rắp. 100%. Wow.